kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lịch sử thế giới. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ các tác giả Patricia Daniel và Stephen Hislop cùng các dịch giả Nguyễn Hiểu Nghĩa, Trần Văn Việt, Đoàn Hải Yến, Lâm Chí Cương cùng nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam. Quyển sách này bao gồm 9 phần. Với phần 1 khái quát, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự vươn mạnh của nông nghiệp và các xã hội phức hợp, cuộc cách mạng chữ viết, nền văn hóa chịu ảnh hưởng Hy Lạp và La Mã cổ đại, con đường tơ lụa và sự nối kết Đông Tây, bệnh dịch và người dân các nước, Gutenberg và cuộc cách mạng in ấn, buôn bán nô lệ và chủ nghĩa thực dân, sự vươn dậy của nền dân chủ, ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới, sự tìm kiếm trật tự thế giới. Với phần 2, thế giới cổ đại, thời tiền sử, năm 500 trước công nguyên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự tiến hóa của con người và sự di trú đầu tiên, văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh Ấn Độ, nền văn minh Trung Quốc, nền văn minh Địa Trung Hải, Olmec của vùng Trung Mỹ tiền Columbus, tổng quan về thế giới tiền sử, năm 500 trước công nguyên. Phần 3, thế giới cổ đại, 550 trước công nguyên đến năm 700. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đất nước Ba Tư, những nền văn hóa ở Bắc Mỹ, những nền văn hóa vùng Trung Mỹ, những nền văn hóa Nam Mỹ, đế quốc La Mã, Hy Lạp, triều đại nhà Tần, nhà Hán ở Trung Quốc, Alexander Đại Đế, Ấn Độ, sự hưng phát của Kitô giáo. Tổng quan về thế giới từ năm 550 trước công nguyên đến năm 700. Ở phần 4, kỷ nguyên tín ngưỡng từ năm 500 đến năm 1500. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Maya, Anh quốc Anglo-Saxon, đế chế Byzantine, Muhammad và Hồi giáo, nhà Tùy và nhà Đường ở Trung Quốc, vương triều Khmer, Charlemagne, người Viking, chế độ phong kiến. Tổng quan về thế giới từ năm 500 đến năm 1150. Ở phần 5, từ thập tự chinh đến Columbus, từ năm 960 đến năm 1644, triều đại nhà Tống ở Trung Quốc, đế chế La Mã, đế chế Toltec và đế chế Aztec, đế chế Timur và đế chế Inca, dân Mississippi và Anasazi, hậu kỳ trung đại ở châu Âu, các cuộc thập tự chinh, đế chế Mông Cổ, đế chế Ottoman, thời Phục Hưng, triều đình nhà Minh ở Trung Quốc. Tổng quan về thế giới từ năm 960 đến năm 1644. Phần 6, thực dân thuộc địa hóa từng thế giới từ năm 1455 đến năm 1857. Nước Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thám hiểm trái đất bằng thuyền, đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ, phong trào cải cách tôn giáo, đế quốc Morgan, những thuộc địa của Pháp và Bắc Mỹ, những thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ, Nhật Bản và các tướng quân, sự hưng thịnh của Nga, thời khai sáng, các quyền lực ở châu Âu, sự thám hiểm Thái Bình Dương của Anh, cuộc cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp. Tổng quan về thế giới từ năm 1455 đến năm 1857. Ở phần thứ 7, kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa từ năm 1750 đến năm 1917, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu, Ấn Độ dưới thời cai trị của Anh, Napoleon, cách mạng công nghiệp tại châu Âu, chủ nghĩa đế quốc ở vùng Thái Bình Dương, nền độc lập tại châu Mỹ Latin,
Sự bành trướng lãnh thổ của Hoa Kỳ, chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu, Trung Quốc chấm dứt bế quan tọa cạn, các cường quốc châu Âu thuộc địa hóa châu Phi, Nhật và phương Tây, nội chiến Mỹ và sự cải tổ, Hoa Kỳ vươn lên thành đại cường quốc. Tổng quan về thế giới từ năm 1750 đến năm 1917. Ở phần 8, xung đột toàn cầu từ năm 1900 đến năm 1945. Cuộc cách mạng trong giao thông, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự hưng phát và sự phá sản, chủ nghĩa độc tài, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tổng quan về thế giới từ năm 1900 đến năm 1945. Ở phần 9, tiến tới thiên niên kỷ mới từ năm 1945 đến nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời hậu chiến và thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hình thành thế giới thứ ba, biên giới khoa học, sự toàn cầu hóa. Tổng quan về thế giới từ năm 1945 đến nay, những cuộc chiến lớn trong lịch sử, các tôn giáo trên thế giới, các thời kỳ và phong trào nổi bật trong lịch sử, những thành tựu của nhân loại, các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, các nhà khoa học, nhà phát minh và các nhà triết học, những nhà mạo hiểm lừng danh thế giới, những danh nhân văn học nghệ thuật. Lời nhà xuất bản. Trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực, sự hiểu biết lịch sử thế giới và các dân tộc khác là điều cần thiết, với mục đích cung cấp cho các bạn đọc một tài liệu tham khảo về lịch sử thế giới. Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa xuất bản cuốn Lịch sử thế giới của các tác giả Patricia Daniel, Stephen Hislop. Cuốn sách này được viết theo quan điểm riêng của các tác giả, có những lý giải không phù hợp với quan điểm của ta, như trong sự phân kỳ lịch sử, một số nhận định đánh giá sự kiện, nhân vật. Tuy nhiên, cuốn sách đã phác họa lịch sử thế giới một cách toàn diện thông qua hầu hết những sự kiện chủ yếu của lịch sử nhân loại, sử dụng nhiều tư liệu thể hiện những thành tựu mới có tính cập nhật của khoa học lịch sử thế giới. Đây là một tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và những người làm công tác khoa học lịch sử và những ai quan tâm đến lịch sử thế giới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn. Sự vươn mạnh của nông nghiệp và các xã hội phức hợp, sự chuyển tiếp từ săn bắt và hái lượm sang trồng trọt lương thực bắt đầu vào khoảng năm 10.000 trước công nguyên. Đây là bước nhảy vọt của nhân loại. Hệ quả của nó là sự hình thành nền văn minh. Tuy nhiên, sự thích ứng với canh tác nông nghiệp không phải là điều dễ dàng đối với những người đã vốn quen cách sống khác. Canh tác vất vả hơn săn bắt và hái lượm, nhất là khi con người phải bắt đầu làm quen với việc cày xới đất đai, nhưng lại thiếu công cụ bằng kim loại hoặc những con vật thuần thục để giúp họ đỡ khó nhọc. Chính vì sự cực nhọc như thế mà nhiều người nghĩ đó là lời nguyền giáng xuống của loài người. Sách Sáng Thế thuật lại rằng tổ tông loài người là Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng vì không vâng lời Thượng Đế. Người nói với Adam: mặt đất bị nguyền rủa vì người. Suốt đời ngươi, ngươi phải cực nhọc vất vả với thu hoạch được đất đai, những gì có thể để làm miếng ăn. Lời nguyền đã giáng xuống con trượng của Adam và Cain. Cain dâng cho Thượng Đế lễ vật là hoa quả của đất đai. Còn em của Cain là Abel, người chăn nuôi cừu, dâng lễ vật là những con đầu lòng của đàn cừu và phần mỡ của chúng. Sáng Sách Thế thuật tiếp là Thượng Đế đón nhận lễ vật của Abel, là không màng đến lễ vật của Cain. Vì ghen tức, Cain giết Abel rồi bỏ đi biệt xứ. Đây được xem là tội ác đầu tiên giữa người và người. Sự kinh địch giữa Cain và Abel phản ánh một bi kịch của loài người xảy ra suốt nhiều ngàn năm ở nơi quê hương của Kinh Thánh. Dân Do Thái cổ đại sống nơi vùng đất màu mỡ trải dài từ thung lũng sông Nin ở Ai Cập tới Lưỡng Hà.
giữa hai con sông Tigris và Euphrates ở Iraq ngày nay. Thời xa xưa, vùng này không khô hạn như bây giờ. Đất đai không thuận lợi cho canh tác đều được dùng cho hoạt động chăn thả gia súc. Nhiều sử liệu cho thấy việc thuần dưỡng trâu bò, cừu dê đã được thực hiện cách đây 8.000 năm. Con người thu được rất nhiều lợi ích qua việc chăn nuôi cừu và dê vì hai loài này cung cấp len, sữa và thịt, đáp ứng hầu hết những nhu cầu về ăn và mặc của con người. Theo thời gian, những người chăn thả bò phải đương đầu với những nông dân định canh, định cư. Sự kình địch giữa Abel du mục và Ken nông dân tái diễn. Khi các cộng đồng cư dân kết hợp canh tác và chăn nuôi gia súc, thì nông nghiệp được khai sáng. Cừu và trâu bò vừa giúp con người trong việc canh tác, vừa cung cấp thực phẩm. Lúc bây giờ, con người ra sức sản xuất ngũ cốc để có đủ lương thực cho mình và cho đàn gia súc trong những thời kỳ thiếu thốn do mất mùa và binh chiến. Họ đã định cư tại một nơi quanh năm suốt tháng. Ngũ cốc được trồng tùy theo thổ nhưỡng và khí hậu của từng vùng. Khoảng năm 8000 trước công nguyên, nhiều giống lúa mì và lúa mạch được trồng ở Trung Đông, lúa gạo và cao lương trồng ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Ancon, giống lúa mì nguyên thủy, được trồng tại thung lũng sông Indus thuộc Pakistan ngày nay. Bắp được thuần hóa ở châu Mỹ vào năm 3000 trước công nguyên. Khoảng thời gian này, nhiều nơi đã trồng được một số cây lương thực và nuôi trâu bò, cừu, lợn, ngựa. Nông nghiệp thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển. Nông dân cần nhiều loại thùng chứa để trữ ngũ cốc. Bàn xoay gốm ra đời và hệ quả của nó là sự chế tác các xe có bánh xe. Lưỡi cày thời kỳ đầu được làm bằng gỗ và kéo đi bằng tay người, nên đất trồng chỉ được xới thô ở trên mặt. Khoảng năm 3000 trước công nguyên, nông dân vùng Lưỡng Hà đã biết sử dụng lưỡi cày bịt bằng đồng thau và dùng trâu bò kéo, nên đất trồng được cày tới sâu hơn. Hệ quả là sản lượng nông nghiệp tăng cao. Các xã hội phức hợp. Nông nghiệp làm biến đổi cuộc sống con người. Nông dân tạo ra lương thực nhiều hơn mức mà gia đình và gia súc của họ cần. Thợ gốm, thợ dệt, thợ làm bánh, người nấu rượu, giáo sĩ và giới chức sắc có thể theo đuổi công việc chuyên môn của họ mà không còn bận tâm đến việc mưu sinh. Sự chuyên môn hóa là điều rất quan trọng trong việc hình thành nền văn minh và các đô thị. Dân chúng có tài sản, thời gian và năng lực dành cho nhiều hoạt động khác ngoài việc lo miếng cơm manh áo. Họ xây các đài tưởng niệm lớn ở Stonehenge, ở nước Anh, có vào khoảng năm 2000 trước công nguyên. Nhiều công trình hùng vĩ hơn được dựng tại các nơi khác, chẳng hạn như ở Ai Cập. Những vị vua nắm trong tay trữ lượng lớn về ngũ cốc và nhân lực đã cho xây dựng kim tự tháp kỳ vĩ. Hầu hết những nền văn minh cổ đại đều khởi phát tại các vùng gần sông Nin, sông Tigris, sông Asray, sông Indus và sông Hoàng Hà. Những con sông này thường gây nên ngập lụt, nhưng đồng thời cũng đem lại phù sa làm màu mỡ cho đất đai để tăng sản lượng cây trồng. Hệ thống thủy lợi góp phần gia tăng năng suất. Vấn đề nảy sinh là cần có những người lãnh đạo mạnh mẽ để điều hành những dự án thủy lợi này và phân phối số ngũ cốc thặng dư. Các lãnh chúa uy dũng nổi lên. Lúc đầu, họ cai quản các thành bang, còn gọi là thị quốc. Nhưng rồi dần dần, họ cai trị các vương quốc và đế chế. Vua chúa và hoàng đế gặt hái thành quả của nền văn minh, trong khi chính những người cày sâu guốc bậm cực nhọc với đất trồng, như Ken bị nguyền rủa xưa, mới là kẻ gieo hạt. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung của cuộc cách mạng chữ viết. Cùng với sự hình thành của các đô thị và sự xuất hiện của những quân vương, chữ viết cũng là nhân tố tạo nên nét đặc trưng của nền văn minh cổ đại. Lúc đầu, viết là một kỹ năng riêng của quan chức, giáo sĩ và những người chép sách. Một bản văn ở Ai Cập cổ đại có câu: viết đối với người am tường hay hơn các nghề khác. Nó làm thỏa già hơn bánh mì và bia, hơn áo quần và dầu thơm. Nó đáng giá hơn là tài sản thừa kế ở Ai Cập, hơn lăng tẩm ở phương Tây. Người học viết chữ
phải chép những câu này trên giấy gói. Bài tập này không dễ chút nào nếu như chúng ta hiểu rằng ngôn ngữ viết của họ gồm 700 chữ tượng hình có thể kết hợp với nhau theo vô số cách. Người chép sách cũng phải học toán và thiên văn, và những ai xuất sắc trở thành các quan hành khiển hoặc là quân sư trong triều đình. Để khuyến khích người học siêng năng hơn, các thầy dạy thường so sánh nỗi cực nhọc của người Ai Cập mù chữ phải làm nông nô hoặc chiến binh với cuộc sống tương đối nhàn hạ của người chép sách. Người thầy thường khuyến khích các học trò như sau: biết chữ, các em sẽ không phải làm những việc nặng nhọc, các em sẽ thành những quan chức sáng giá. Sự phức tạp của ký hiệu. Ở Ai Cập cũng như ở nhiều nền văn minh cổ đại khác, việc biết chữ không đơn thuần là con đường tiến thân của cá nhân. Nó là phương tiện để xã hội vươn tới những thành tựu và tính phức hợp cao hơn. Chữ viết nguyên thủy chỉ là những hình biểu thị những đồ vật hoặc khái niệm. Khi văn hóa trở nên phong phú và đa dạng hơn, chữ viết tiến hóa thành hệ biểu tượng thể hiện ý tưởng và hành động. Nó mang nhiều ký hiệu có thể kết hợp nhau để truyền tải ý nghĩa. Một thí dụ tiêu biểu: trong ngôn ngữ Sumer, ký hiệu tượng trưng cho cái miệng kết hợp với ký hiệu biểu thị địa thức ăn tạo nên là nghĩa ăn. Các ký hiệu cũng trở thành những chỉ dấu ngữ âm. Chẳng hạn, ký hiệu ứng với chữ cat vừa tượng trưng cho con vật, đó là mèo, vừa biểu thị âm cat. Quá trình đưa một ký hiệu ứng với nhiều mục đích đã giúp cho người viết thể hiện ngôn ngữ nói của mình bằng chữ viết. Họ còn có thể ghi các con số từ vài trăm, như trong tiếng Ai Cập, đến vài ngàn, như trong tiếng Trung Quốc. Phải mất nhiều năm mới nắm vững được các ký tự này và sự kết hợp của chúng. Theo thời gian, chữ viết trở nên đơn giản hơn khi những ký hiệu khắc trên đá, đất nung và giấy cói trở nên ít hình ảnh hơn, trừu tượng hơn và dễ tạo nét hơn. Sự phát triển chữ viết giúp cho bậc quân vương cai trị vương quốc rộng lớn của mình một cách hữu hiệu hơn. Lo lắng về số phận của quân lính ở chiến trường xứ xa hoặc tình trạng quân khố của mình ở nhà, các bậc quân vương yêu cầu các sĩ quan của mình hoặc quan thu thuế gửi bản tường trình. Các bản viết này dựa theo báo cáo bằng lời nên có thể sai do người nói nhớ nhầm hoặc tính toán không đúng. Thần dân phục tùng luật của quốc vương cũng được lợi khi luật của xứ sở họ ghi bằng chữ viết. Sau khi ban hành bộ luật, vua Hammurabi thành Babylon cho khắc bộ luật đó vào bia đá. Luật của vua Hammurabi có rất nhiều hình phạt khắt khe đối với kẻ vi phạm. Đơn cử một thí dụ, bộ luật ghi: nếu người vợ bị bắt quả tang đang ăn nằm với người đàn ông khác, thì người vợ và người đàn ông sẽ bị trói lại với nhau rồi dìm xuống nước. Nhờ bộ luật thành văn này mà dân thành Babylon không sợ phải đối phó với những hình phạt tùy tiện do quan chức địa phương đặt ra nếu như họ có phạm luật. Đa số dân Babylon không biết chữ nên họ phải nhờ những người chép sách hoặc viên chức diễn đạt lại cho họ. Do chữ viết còn hàm chứa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ký hiệu, nên nó vẫn là một bí ẩn đối với thường dân. Chỉ một số ít người được hưởng đặc quyền này, do có cha mẹ hoặc là người bảo trợ đủ tiền cho họ đi học. Vấn đề này cũng tương tự ở Trung Quốc suốt nhiều ngàn năm. Việc học chữ ở Trung Quốc chỉ dành cho giới quý tộc, quan lại và một số thường dân có tài xuất chúng, những người đã có công trạng giúp vua. Sự truyền bá chữ viết. Ở vùng Địa Trung Hải, sự việc lại khác hẳn. Nhờ có bản chữ cái ngữ âm với những mẫu từ truyền tải âm thanh của ngôn ngữ nói nên đọc và viết trở nên dễ dàng cho đại bộ phận dân chúng. Chính thuật ngữ alphabet, bản chữ cái, phát sinh từ hai mẫu từ đầu tiên của tiếng Hy Lạp, đó là alpha và beta. Người Hy Lạp kế thừa đặc trưng của ngôn ngữ xứ Phoenicia, tức là Hy Lạp, mà hình thành bản chữ cái và truyền lại cho người La Mã. Bản chữ cái Latin đã được biến đổi đôi chút từ tiếng Hy Lạp, lại lan truyền sang các ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Anh. Bản chữ cái đem lại lợi ích lớn lao cho văn minh phương Tây.
tiếng Hy Lạp và Latin, chỉ có hơn 20 chữ cái, gồm cả nguyên âm và phụ âm, nên người học nắm vững rất nhanh và dễ dàng liên kết những mẫu từ này với ngôn ngữ nói. Sự biết đọc biết viết gia tăng trong những nhóm dân mà trước đó phần đông là mù chữ, kể cả phụ nữ và thợ thuyền. Khoảng năm 500 trước công nguyên, sự truyền bá chữ viết và học thuật khắp vùng Địa Trung Hải đã tạo nên một giai đoạn tràn ngập những thành tựu tri thức đỉnh cao trong thời kỳ cổ đại. Nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Hy Lạp và La Mã cổ đại đã có ảnh hưởng rất lớn đối với nền văn hóa phương Tây. Sự tôn sùng văn chương, hội họa, kiến trúc của Hy Lạp và La Mã thể hiện ở sự xem trọng lý trí, sự mực thước, nét quý phái sang trọng, sự hài hòa và trong sáng. Sự say mê văn hóa Hy Lạp và La Mã là một đặc điểm nổi bật nhất của nền văn hóa phương Tây trong suốt lịch sử của khu vực này. Khoảng đầu thời kỳ trung đại, đế chế La Mã rơi vào tay của bộ tộc Du Mục. Sau sự kiện này, rất ít người châu Âu nghiên cứu hoặc là có ý hướng tìm tòi về những tư tưởng của các tác giả Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tác phẩm của những tác giả này không bị mất, chúng được lưu giữ trong các thư viện hoặc tu viện thời đó. Tuy nhiên, những nhà tư tưởng thời Phục Hưng lại làm như thể họ khám phá ra các tác phẩm kinh điển đó. Tại Ý, nơi khai sinh phong trào Phục Hưng, các học giả hướng đến những bậc tiền bối La Mã như Livy, Orvin, Horace, Seneca, Pliny và một số người khác. Các tác phẩm của Cicero, một chính khách La Mã, đã trở thành khuôn mẫu của văn xuôi Ý thời Phục Hưng. Vingin, tác giả của bộ sử Aeneid, cũng trở thành một anh hùng văn học. Thì Francesco Petrarca được chọn là thi sĩ cung đình vào năm 1341. Nhà thơ xứ Florence này đã đọc một bài văn về Vercius bằng tiếng Latin. Giới kiến trúc thời Phục Hưng cũng đứng đầu là Leon Battista Alberti, đã hướng về thời cổ đại để tìm cảm hứng sáng tạo. Alberti nghiên cứu các tòa nhà cổ ở Rome trước khi viết bộ 10 cuốn sách về kiến trúc. Trong đó, ông nhấn mạnh về sự hài hòa và tỷ lệ thích ứng. Về nghệ thuật, nét hài hòa, cân đối của hình dáng con người đã thể hiện trong nhiều tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, trong họa phẩm của Raphael và nhiều danh họa khác. Vào thế kỷ 15, người Hy Lạp chính thống rời thành Constantinople về với đất nước Ý, đem theo tri thức về văn học Hy Lạp. Cosmo de Medici, một chủ ngân hàng người xứ Florence, đã thành lập học viện Lato. Tại đây, học giả Maurizio Vecino dịch hàng trăm tác phẩm Hy Lạp sang tiếng Latin. Plato và Socrates được đưa lên ngang hàng với các thánh của Thiên Chúa giáo. Pháp và Anh. Khi phong trào cải cách tôn giáo bùng lên ở châu Âu, thì sự say mê đối với nền văn học nghệ thuật Hy Lạp, La Mã giảm đi rất nhiều. Mặc dù các tác phẩm của Hy Lạp và La Mã đã được xem là sách căn bản để học, những tiến bộ về thiên văn học, vật lý và y học trong thế kỷ 16-17 đã làm giảm niềm kiêu hãnh của các nhà khoa học cổ đại. Nhưng sự say mê văn hóa Hy Lạp và La Mã lại hồi sinh ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 17, khi François de Malherbe, Nicolas Boslel và Jean de La Fontaine viết những bài thơ đề cao lý trí. La Fontaine còn viết tác phẩm nổi tiếng là Pales, truyện ngụ ngôn, mượn ý từ những truyện Hy Lạp của Aesop. Các nhà viết kịch Paris Corneli và Jean Racine kế thừa văn phong và nội dung của những vở kịch cổ điển Hy Lạp. Trong các vở Hosrei và Polie của Corneli, những nhân vật chính, nam cũng như nữ, đều đè nén cảm xúc, tình cảm để chu toàn bổn phận và nghĩa vụ. Racine cũng lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp để tạo dựng những nhân vật trong các bi kịch của ông.
sự say mê những loại hình cổ điển đã gây nên phản ứng dữ dội. Năm 1687, nhà thơ Charles Perrault tuyên bố rằng các tác giả thời này vượt trội hơn người thời trước, và rồi dưới cầm bút nước Pháp lao vào cuộc tranh luận về cổ và kim suốt 7 năm trời. Một số sự kiện này là điểm báo trước thời kỳ ánh sáng. Bức họa School of Athens, trường học ở Athens của Raphael, một họa sĩ thời Phục Hưng, mang đậm nét kinh điển trong nội dung và bố cục. Bức tranh vẽ Plato và Aristotle ở giữa xung quanh là các hiền triết, trong đó có Socrates, Ocles và cả Raphael. Tại nước Anh, sự say mê văn hóa Hy Lạp thể hiện ở loại hình văn chương trào phúng, nhất là giai đoạn đầu thế kỷ 18, được mệnh danh là thời kỳ Augustan, bởi vì các nhà văn, nhà thơ noi theo ý tưởng của những tác giả La Mã thời hoàng đế Augustan năm 63 trước công nguyên, vị trí 27 trước công nguyên. Jonathan Swift viết cuốn River Rêu Lưu Ký, Alexander Pope viết sử thi Dancia và Anastasia Omen luận về con người trong thập niên 1720 và 1730. Nhạc cổ điển. Tại Đức, sự say mê văn hóa Hy Lạp hàm chứa trong âm nhạc. Sau khi nhạc sĩ Bach và Handel qua đời, bức điệu hòa mỹ đã nhường chỗ cho sự giản dị, thanh thoát, cân đối và chừng mực. Mozart, Haydn, Gluck và Beethoven trong các tác phẩm đầu tay của ông viết những bản nhạc dành cho một loại nhạc cụ nào đó trình tấu cùng với dàn nhạc đệm. Trong thời kỳ này có sự xuất hiện của piano, dàn nhạc giao hưởng hiện đại và thể loại sonat đã chuẩn mực hóa. Âm nhạc của thời kỳ này có ảnh hưởng sâu đậm đến mức nhạc hòa tấu trang trọng hiện nay cũng được gọi là nhạc cổ điển. Tại châu Mỹ hồi cuối thế kỷ thứ 18, các học giả say mê văn hóa Hy Lạp lại chú tâm tới kiến trúc, phấn khích bởi những phát hiện khảo cổ học tại Pompeii và Herculaneum ở Ý cùng nhiều nơi khác ở Hy Lạp. Các kiến trúc sư châu Mỹ bắt đầu đưa ra những hình thể kiến trúc của Hy Lạp và La Mã vào công trình của họ. Viện Đại học Virginia của Thomas Jefferson, Ngân hàng Pennsylvania của Benjamin Latrobe cùng nhiều dinh thự của nhà nước và tư nhân xây dựng trong thời kỳ này đều có những hàng cột và mái vòm gợi nhớ đến Hy Lạp và La Mã xa xưa. Cuối thế kỷ thứ 18, sự say mê văn hóa cổ đại nghiêng hẳn về văn hóa La Mã. Văn nghệ sĩ Tây Phương lúc này xem trọng vấn đề tự do, đam mê, trí tưởng tượng và phản kháng hơn là sự mực thước và ôn hòa. Tuy nhiên, ngôn ngữ Hy Lạp và La Mã cùng nền văn học nghệ thuật Hy Lạp vẫn là phần căn bản của nền văn học bậc cao. Năm 1885, giáo sư đại học Harvard tên là Charles Norton đã viết: "Tôi nghĩ rằng nền văn hóa bậc cao không thể thiếu sự hiểu biết về tư tưởng và cách sống của người Hy Lạp cổ đại. Một người có thể hiểu biết rất nhiều lĩnh vực, nhưng nếu không có kiến thức trên, người đó vẫn thiếu sự hiểu biết về những thành tựu tri thức và tinh thần vào loại bậc nhất của nhân loại." Con đường tơ lụa và sự nối kết Đông Tây. Khoảng năm 138 trước công nguyên, vị vua trị vì Trung Quốc là Hán Vũ Đế thường xuyên phải lo đối phó với nạn cướp phá của quân Hung Nô nơi biên địa phía Bắc và phía Tây. Hán Vũ Đế biết Đại Nhục Chi, một tiểu quốc ở mạn Tây lãnh thổ của bộ tộc Hung Nô, rất căm thù Hung Nô vì bộ tộc du mục này sát hại vua của họ và lấy xương sọ của ông ta làm bình đựng nước. Vũ Đế tìm cách liên minh với nước Đại Nhục Chi để chống quân Hung Nô. Hán Vũ Đế phái Trương Khiêm đến nước Đại Nhục Chi. Khi đi qua lãnh thổ của bộ tộc du mục, Trương Khiêm bị bắt. Sau gần 10 năm sống trong tình trạng bị giam lỏng, ông trốn thoát và tiếp tục đi tới xứ Bactria ở Tây Bắc Ấn Độ. Cuối cùng,
Trương Khiêm cũng đến được Đại Nhục Chi. Thế nhưng vì vua nước này không còn việc hận sát hại cha mình nữa, nên không muốn liên minh với triều đình nhà Hán chống Hung Nô. Quá thất vọng, Trương Khiêm trở về Trung Quốc. Tuy nhiên trong chuyến đi này, ông đã thu thập được nhiều thông tin về các xứ sở cùng phong tục tập quán của cư dân ở mạn Tây Trung Quốc, biết những hàng hóa của Trung Quốc được mang tới đây qua ngã của Bengal. Như vậy, mậu dịch đường bộ là việc có thể tiến hành được. Vũ Hán Đế dùng những thông tin này để thiết lập nhiều con đường, tạo thuận lợi cho việc buôn bán với xứ xa. Theo thời gian, các con đường này hợp thành một mạng lưới đường bộ thông thương giữa Đông và Tây, mang tên Con đường Tơ Lụa. Con đường Tơ Lụa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển văn hóa Âu Á, vì nó nối liền các đô thị thương mại từ Trung Quốc tới châu Âu. Khởi đầu ở mạn Đông Kinh Đô Tràng An của Trung Quốc, con đường chạy về hướng Tây qua Mông Cổ. Sau đó, nó phân làm hai nhánh chạy men theo rìa phía Bắc và rìa phía Nam sa mạc Tashmilankan, rồi nhập lại ở Kashgar. Từ đây, con đường Tơ Lụa băng qua xứ Bactria và có thêm một nhánh rẽ xuống phía Nam vào Ấn Độ. Con đường chính tiếp tục đi tới vùng biển Caspian, rồi tới Địa Trung Hải và có thêm một nhánh về hướng Nam dẫn đến Vịnh Ba Tư. Rất ít thương nhân đi hết con đường này. Họ thường bán hàng hóa của mình cho những người trung gian dọc trên đường. Sự buôn bán trên con đường Tơ Lụa sầm uất nhất trong giai đoạn từ năm 200 trước công nguyên tới năm 200. Ngoài lụa, những loại sợi vải quý cũng là các mặt hàng quan trọng của Trung Quốc thời bấy giờ. Người Trung Quốc giữ bí mật cách sản xuất các mặt hàng này. Mãi đến thế kỷ thứ 6, cách sản xuất tơ lụa mới được các nước khác hay biết. Theo nhà sử học Procopius, hai tu sĩ thành Byzantine đã lén bỏ trứng tằm vào lõi của hai chiếc gầy và mang ra khỏi Trung Quốc. Thương nhân Đông Á mang các loại gia vị như quế, sa trục thảo, nhục đầu khấu và gừng tới cho dân châu Âu. Những gia vị này được dùng để làm hương liệu, thuốc chữa bệnh, thuốc tăng lực và dầu thơm. Ấn Độ buôn bán hạt tiêu, ngọc trai, dầu mè, vải dệt và san hô, ngà voi. Các nước Trung Á đem ngựa và bích ngọc đến trao đổi với Trung Quốc. Thương nhân Địa Trung Hải thì buôn bán len, vàng, bạc, đá quý, đồ pha lê, dầu ô liu và rượu. Không chỉ là lụa, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo cũng được truyền bá theo con đường tơ lụa. Nhiều thương nhân Ấn Độ theo Phật giáo đã truyền bá tôn giáo của họ đến những thành phố mà họ ghé thăm như Samarkand, Kashgar, Bukhara cùng nhiều thành phố khác. Phật giáo vào Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 5. Nhiều nhà sư Trung Quốc đến thăm Ấn Độ và thu thập được những kiến thức quý báu về vùng tiểu lục địa này. Các nhà truyền giáo của đạo Thiên Chúa đem sách Phúc Âm đến Cận Đông và Bắc Phi. Bệnh dịch bộc phát ở những vùng canh nông rộng lớn của Trung Quốc và lây lan cho các xứ sở con đường tơ lụa. Khủng khiếp nhất là bệnh đầu mùa, sởi và dịch hạch. Trung Quốc, thời nhà Hán và La Mã, thời hoàng đế Augustine, năm 27 trước công nguyên và năm thứ 14, bị dịch hạch gieo rắc kinh hoàng. Bệnh đầu mùa lây lan theo con đường tơ lụa và làm chết hàng triệu dân La Mã. Trong Nam dịch Antoninus, giai đoạn từ năm 165 đến năm 180, bệnh dịch đen trong đầu thế kỷ thứ 14 cũng lan từ Trung Quốc đến châu Âu qua những nẻo đường mậu dịch. Nhà Hán suy vong khiến sự buôn bán dọc theo con đường tơ lụa giảm sút theo. Vì con đường không còn được binh lính triều đình canh giữ nên thương nhân thường bị cướp. Khi Mông Cổ thôn tính khắp châu Á trong thế kỷ thứ 13 và 14, họ thiết lập cái gọi là sự thanh bình Mông Cổ, đem lại an toàn cho con đường tơ lụa. Thương nhân và thợ thủ công lại theo con đường này mà bán hàng hóa của mình đi xứ khác. Trong số đó có các thương nhân thành Veni như Nispo, Maspel, Marco Polo. Vua chúa châu Âu cũng phái các sứ đoàn đến phương Đông để tìm liên minh chống lại Hồi giáo. Một số sứ thần rất gan dạ. Năm 1245, Giovanni de Piandel Carpini, tu sĩ dòng thánh Francisco, đã đi quãng đường hơn 300 dặm
qua xứ Volhynia, Ba Lan, Ukraine và các thảo nguyên của nước Nga để trao lá thư của giáo hoàng cho hoàng đế Mông Cổ. Rick. Tuy nhiên Rick không chấp nhận lời chiêu dụ theo Thiên Chúa giáo mà giáo hoàng ngỏ trong thư. Đến năm 1247, tu sĩ này mới về đến Rome với thư trả lời của Rick. Trong 2 năm từ năm 1253 đến năm 1255, William Rothschild thực hiện cuộc hành trình gian lao từ Constantinople tới Sinimia, rồi đến triều đình đại đế Mông Cổ. Ông đã phải ăn thịt sống và uống sữa ngựa lên men để sống. Vị hoàng đế mới của Mông Cổ là Mangu cũng không màng gì đến vấn đề cải đạo theo Thiên Chúa giáo. Ông nói với Rothschild là thượng đế tạo nên bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, nên ngài cũng tạo nhiều tín ngưỡng cho các dân tộc khác nhau. Khoảng thế kỷ thứ 15, đường biển băng qua Ấn Độ Dương bắt đầu thay thế bởi đường bộ, vốn đã trở nên ngày càng nguy hiểm, và sự buôn bán dọc con đường tơ lụa tiêu vong. Đến thế kỷ thứ 19 và 20, con đường này mới lại chứng kiến sự thông thương quốc tế, khi binh lính châu Âu và các nhà khảo cổ đi lại trên con đường này. Albert Wolykop, nhà khảo cổ người Đức, phát hiện những bức hành động vẽ về đề tài Phật giáo khi ông thực hiện chuyến khảo sát dọc con đường tơ lụa. Albert đục các bức tranh này và đem về Berlin với lời biện minh là để chúng khỏi nạn phá hoại tài sản văn hóa sau này. Tương lai của con đường tơ lụa nằm trong dầu lửa và khí đốt. Sự phát hiện những nhiên liệu này ở Mông Cổ, Azerbaijan và Kazakhstan và tại nhiều miền đông của Trung Á có thể mang lại sự buôn bán cho toàn vùng. Một ngày nào đó, xe tải sẽ lăn bánh trên những con đường mà thời xa xưa in đầy dấu chân của lạc đà. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh dịch và người dân các nước. Cortes cùng 600 quân của ông đã thôn tính lãnh thổ của dân Aztec rất hùng mạnh thời đó, nhờ có súng ống, ngựa chiến và chữ nghĩa. Các loại virus vi khuẩn đã theo binh lính và thương nhân đi khắp thế giới, và bệnh dịch do chúng gây ra đã tạo nên một số biến đổi cho cục diện lịch sử. Những bệnh truyền nhiễm như đậu mùa, dịch hạch đã giết chết hàng triệu người ở nhiều nơi trên thế giới. Các bệnh này lây lan rất nhanh trên diện rộng, gây nên đại dịch. Dân bản xứ châu Mỹ bị chết rất nhiều bởi vi trùng gây bệnh đến từ các nước châu Âu. Nhưng tại sao điều đó không xảy ra theo hướng ngược lại? Vì sao dân châu Âu không bị nhiễm bệnh lạ ở tân thế giới rồi đem về gieo rắc tại quê nhà? Nguyên nhân từ động vật. Câu trả lời nằm ở nguyên nhân gây ra. Các bệnh lây lan trên phái sinh có thể do tác nhân gây bệnh từ loài vật. Giới khoa học đưa ra nhận định như thế từ các cuộc nghiên cứu những loại vi trùng tương cận. Bệnh sởi, bệnh đầu mùa, bệnh lao có thể là phái sinh từ những bệnh của trâu bò như cảm cúm, ho gà, khởi phát từ lợn, vịt và chó. Dịch hạch từ loại chuột gây ra và bệnh S, đó có thể là suất nguồn của loài khỉ. Bệnh tật phát sinh ở nơi đông dân và gia súc. Khi nền nông nghiệp của cựu thế giới phát triển, nông dân tiếp xúc nhiều với các loại gia súc. Nơi tân thế giới lại khác hẳn, rất ít loài vật được thuần dưỡng tại châu Mỹ. Dân bản địa, ngoại trừ người Inca và Aztec, đều sống riêng biệt và không có mạng lưới thông thương như ở cựu thế giới. Do vậy, bệnh dịch hầu như không khởi phát từ các xứ sở thuộc châu Mỹ. Bệnh đầu mùa hoành hành ở Ai Cập vào khoảng năm 1150 trước công nguyên. Quân lính từ Lưỡng Hà đã mang bệnh này ra La Mã năm 165. Khoảng năm 205, bệnh đầu mùa tấn công Trung Quốc. Nó hoành hành Tây Âu trong thế kỷ thứ 14. Nguồn bệnh có thể ở trong các chiến binh thập tự chinh mới trở về. Pháp bị hiểm họa này vào thế kỷ thứ 15, mãi đến thế kỷ thứ 18, khi một bác sĩ người Anh tên là Albert Jenner tìm ra vaccine ngừa bệnh, thì bệnh đầu mùa mới hết gieo rắc kinh hoàng cho con người. Cái chết đen. Sử liệu ghi nhận sự đột phá đầu tiên của bệnh dịch hạch là vào thế kỷ thứ 14, khi bệnh này hoành hành ở Trung Quốc và làm giảm nửa số dân Trung Quốc thời bấy giờ.
Từ đó, những con chuột mang trên mình các con bọ chét nhiễm bệnh đã đi qua vùng Trung Đông và theo tàu thuyền đến Cilicia năm 1347. Năm 1348, dịch hạch lan từ Ý sang Pháp và Đức, rồi sang Anh và Iceland khoảng năm 1349. Người mắc bệnh chết sau vài ngày bị nhiễm. Tuyến bạch huyết của họ sưng lên, da của họ ngả màu đen. Chính vì thế mà nạn dịch này mang tên là cái chết đen. Nhiều làng không còn ai sống sót, xác chết chất đống trên đường. Các con vật nuôi ở trang trại đi tứ tán. Đến năm 1351, khoảng 24 triệu người, khoảng 1/3 số dân châu Âu thời đó chết vì bệnh dịch hạch. Những vụ đột phát dịch hạch sau đó trong thế kỷ thứ 16 và đại dịch ở London năm 1665 đã giết chết hàng chục ngàn người nữa. Khởi phát từ Á Châu và vùng Trung Á, bệnh dịch hạch đã theo những ngã đường mậu dịch rồi lan sang châu Âu. Dịch bệnh này còn được gọi là cái chết đen, bộc phát nhiều lần từ đầu thời kỳ Trung Đại tới thế kỷ 18. Tân Thế Giới. Xét về mức độ gieo rắc chết chóc thì nạn dịch ở châu Âu và châu Á không sánh bằng các loại bệnh châu Âu như sởi, đậu mùa, cúm, sốt Rickettsia. Ở Tân Thế Giới, trong 40 năm kể từ ngày Columbus đặt chân lên đảo Hispaniola, 8 triệu dân trên đảo này đã chết, mà phần lớn chết vì bệnh dịch. Dân số vùng Mesa Mexican, vùng Trung Mỹ tiền Columbus, từ 20 triệu người chỉ còn 1,6 triệu trong vòng một thế kỷ, tính từ ngày Cortes và binh lính của ông đến đây. Cuối thế kỷ 17, dân da đỏ vùng thung lũng sông Mississippi cũng giảm đi với mức tương tự, và bệnh dịch là nguyên nhân. Năm 1763, vị chỉ huy người Anh tên là Geoffrey Amherst đã ra lệnh phân phát chăn mền và khăn tay của nạn nhân chết vì bệnh đầu mùa cho người da đỏ bản xứ để tận diệt tộc người nghèo hèn này đi. Gần 95% số dân bản địa châu Mỹ chết vì bệnh của người châu Âu. Bệnh dịch cũng hoành hành tại các đảo ở Thái Bình Dương. Giang mai, bệnh lậu, lao phổi, cúm và đậu mùa đã gieo rắc chết chóc cho người dân đảo. Dân số của đảo này là 500.000 người. Trong năm 1779, chỉ còn 74.000 người vào năm 1853. Chương trình y tế cộng đồng của thế kỷ 20 với nhiều loại thuốc, chủng ngừa và kháng sinh đã góp phần kiểm soát bệnh dịch. Ngành y dược tiên tiến đã xóa bệnh đầu mùa vào năm 1979. Tuy nhiên, các virus đột biến vẫn là một hiểm họa tiềm ẩn. Dịch cúm năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu cư dân trên thế giới, kể cả dân Eskimo và dân vùng đảo Samoa ở Nam Thái Bình Dương. Cuối thập niên 1950, virus từ loài khỉ châu Phi lây sang người. Từ đó, hàng triệu người đã chết vì bệnh S. Trong một thế giới đông người, nơi mà sự tương tác giữa người và người là điều phải có, thì điều kiện để bệnh dịch phát sinh có chiều hướng tăng cao.